Thăm vườn rau. Quý vị tới thăm vườn của tôi nè. Nè, ok yo. Nè, vườn hả? Oh, ma, mira. Mira que ese ya tiene este vino, no sé. Ese es el que me ha traído, él me trajo de eso el año pasado. Mira, aquí tiene más perejil. Allá igual. Acá, nena. Sí. Esto también. Mira. Dile que ma, dile tú, yo, ¿cómo me voy a decir yo? Perdón, no ganaste. No hablo en inglés. ¿Qué idioma habla? ¿Qué idioma habla? ¿Hay algo que se dice en el Nicolás? ¿Qué es eso? 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 Okay. Yeah. Salat. That one. No. No. Your guy. No, it's not worth it. What a wonderful garden. Look at it. It's like leaves growing on the... Yeah. Almost fell on the plant. Pero ya no lo puedes conseguir. Eso no lo puedes conseguir. Rồi gai nói sao chú sĩ? Cái gì hỏi tôi biết là làm sao đây. Pepino. Wow, ya viste, Teo. Mira la grandísima que está ahí, mira. ¿Ah? ¿Qué es eso? Big leaves. Oh, wow. ¿Son calabazas? Calabazas. Vale, para esto un minuto. Oh, mira, eso es una squash, ¿no? Eso es lo que se dice squash. Sí, yo creo que es eso. Sí, es eso. Oh my gosh, una sandía. ¿Qué es eso? ¿Ya? Ya se le mató la curiosidad. Pero tenía más, yo pensé que era solo esto aquí y tiene más allá. Buy market la $5 one fowl. What? One fowl $5. Wow. Que solo por así como por la semilla le costó $5. Para cada uno. Ajá. Sí. Wow. $5 dice para semilla. Le cuesta, está caro. Vegetable organic. Ya, todo orgánico dice. Yeah. Sí, porque cuando es orgánico es más caro. Sí. Organic. Sí, porque vienen semillas regulares y vienen semillas orgánicas. Wow. Let me get it.
sớm rồi qua họ thăm. Bên đây lễ này, bên đây đây qua kỳ lễ, qua kỳ lễ. Let's go. Yo creo que renta esa casa. Sí. Ahí va a salir con esa. Salad. Salad Vietnam, China, Lào, Thái Lan, Campuchia. Mira ese no son dios. Oh, ay, oh my god, es culebra. Sí, eso es sandía. Look, mira. Mira las cosillas esas que parecen como tomate. Eso es calabaza. Pero miren arriba cómo se ve eso. Más verdad que eso es calabaza. Sí. Eso es calabaza porque miren lo de arriba. Mira que tiene como sandía o algo así. Ya lo viste. Mira que sandía eso. Wow. Es tomates. Lleno de todo. Ah, no, es este. No tiene mucho tiempo, eso no hace un mes hizo eso esto. Acaba de poner, sí. No, no, eso lo, ajá, hace un mes empezó todo eso y mira ya cuánto tiene. Sabes, yo veo así como cuando mi abuelita ponía el chayote también así se da. Él construyó todo esto. Necesita tener eso así. Para que se extienda. Ajá, para que se extienda. Hacia arriba. Oh, mira cómo está saliendo ese. Wow. Oh, mira, ya están los tomatitos. Ay, ¿qué está? Okay. Mira esa flor. Oh my god. Lotus. Oh my god. Se llama lotus flower, yo creo. Qué bonita. Pero mira la hoja. Ya viste los mangotes que tiene ahí. De ofrenda. Ivana, ¿viste la ofrenda que le tiene? Sí, no. Mira la rosa. Yeah. The rose. Rose, yeah. Uy, sí, qué chula la rosa. Mira el bambú. Bambú es ese. ¡Bambú! Yeah, I don't know what part of the name. Mira, tiene mayor abajo. Él construyó todo esto. Okay. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele a la? Este es el la menta. Este es el zacate limón. ¿Qué es?
Okay. You say you were vegan? Vegan? Mm-hmm. Only okay. Vegetables? Okay. Yeah, yo creo que sí. Alex me dijo que no, era vegan. No, we get the ball. You eat only vegetable? Yeah. Yeah. The man, Buddha, Buddha. El Buddha, su religión. No. Te dije, él solo come Yeah, thank you. Good night, good night. Thank you. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you. Él sí tiene buena mano. Todo le pega. Sí, porque te digo, no hace un mes empezó eso y mira cómo ya tiene ya lleno. Thank you so much for yeah, awesome. Good really night. Beautiful. Happy, happy. Oh, no, xem từ trong hồ bứng ra làm xem. Nè, mình đi thăm hết cái vườn này chưa? Thấy hoa sen đẹp không? Thảo rất dễ thương không? Hoa sen. Đây là đem gọi là đem những cái giống của Việt Nam, của Á Đông mình qua người khác đem, nhưng mà tôi trồng tiếp nối những cái giống của người Việt Nam mình, quý vị thấy không? Nhưng mà cỏ cây tôi thấy tôi lại ta xin ta chụp hình, người ta hỏi thăm mạch ngặt mà tôi lại không có biết tiếng. Tiếng họ là một cái anh tôi cũng không rành nữa. Khổ vậy đó, không biết tiếng Anh mà không biết tiếng mẹ nữa, hai cái cái gì biết. Một lần tưới vậy là tưới hết trơn là hơn 2 tiếng đồng hồ đó, tưới tới tới tưới lui tưới gì. Năm nay nóng quá trời nóng rồi, nóng khiếp đảm nóng luôn, cho nên tưới 2-3 lần, tưới sơ qua rồi tưới trở lại rồi tưới dưới gốc,
tưới trên cành. Vậy nó mới sống nổi đó. Vậy bây giờ vô tới gốc như vậy. Nên làm trồng cái này là lơi một cái là cỏ nó lên liền, quý vị thấy không? Mấy nay tôi đau quá, tôi không có xung nổi, tôi lo tôi làm việc khác là cỏ lên liền. Dày thêm quế ra nè, hôm nay quế bán được lắm quý chị ơi, tôi mừng lắm. Một phao quế là 5 đồng đó, mình bán, mình gọi là bán sỉ đó nha, chứ bán lẻ là mắc dữ lắm đó. Hôm nay tôi mừng lắm, tôi năm nay làm từ thiện, cuối năm chắc người nghèo được nhiều ạ. Tôi ráng tôi làm, đó là lòng chân thật của tôi, chứ không phải tôi nói tốt đâu nha. Tại vì thấy mê quá, thấy bán có tiền á, thì mình thấy mình 5 đồng bạc một phao quế, các vị nghĩ tưới ướt kìa nè, nó lên rồi cắt cái cọng nó luôn, 5 đồng nó cũng đâu có nhiêu cọng đâu. Một phao nghe là 450 gram nè, còn 5 đồng, mà nếu mua ngoài chợ là tới hơn 10 đồng á, nó bán lời gấp 3, có nghĩa là gấp đôi, là gấp 1,5 á, nghĩa là nếu mà mua thẳng hình á, mua lẻ đó là 12 đồng một phao, rồi mình bán sỉ thì có 5 đồng nè, thì họ mua họ chắc cái tiệm họ mua giờ họ bán giá vậy thì giờ mình cũng phải bán vậy thôi chứ, mình bán mắc ta đâu có mua. Nhưng mà các vị nghĩ 5 đồng á, 450 gram quế là được một chục ký gạo cho người Việt mình là thấy không? Cho nên vậy mà tôi ham tôi trồng, mà các vị biết có nhiều khi á, nó ra cỏ tới đâu là tôi nhỏ tôi đó mà cũng không kịp của nó, thì nó đau mới nói thầy đau lắm, không phải là nói là tấm lòng của tôi nói chứ không phải tôi hang. Cái gì biết có nhiều khi tối nó đau tôi bò không đó quý vị, nằm rồi mỗi lần ngồi vậy là bò mới ngồi dậy nổi lắm, mà vậy mình nó vui lắm, làm được cho người nghèo của mình vui lắm. Tôi thì không giàu có gì mà giờ Phật tử cũng thương, không có để cho mình đói, cho nên giờ thôi mình ráng mình làm, vừa mình có sức khỏe mà vừa mình lao động vinh quang, mà vừa là mình giúp cho người nghèo. Cái nãy tưới rồi mà giờ phải tưới lại nữa đó, vậy nó mới thấm đó, chứ không phải mà tưới cho sơ rồi hồi qua bên kia tưới một cặp nữa, tưới ba bên bốn phía luôn rồi chứ. Rau răm trồng quá tất tấu, còn 2-3 hũ rau răm ngoài kia nhiều lắm, trồng chỗ này chỗ kia, trồng mấy cây vạn thọ nè, để cho thấy cái du lan có bông cúng, cái vạn thọ mới bầu ra nè, nãy giờ hồi xưa giờ ngồi bầu với cái vạn thọ ra, để tới mùa du lan có bông cúng nè, thấy không? Trồng thêm quế bắt đầu tới ham qua cái để bông nó khô. Bông nó khô đi gieo thêm nè. Thôi, cái gì cũng vậy á, mình cứ mình làm điều lành, mình nghĩ điều lành thì phước lành nó tới rồi, cho nên tôi tin ngay cái điều nhân quả đó, cho nên tôi không có ngại gì hết trơn á. Cái gì nghĩ mình thầy mà thầy làm khó, thế mà không ngờ là cuối cùng nó cũng là mặt trời cũng thương. Nhưng mà tại vì cả mấy tuần nay nó không có khung, không có khung ngờn nhiều được, cỏ nó lên lại rồi, phải không? Nha, tôi đi, tôi lại vậy đó. Nè, ôi, được cái trái dư gan nè. Thấy cái trái dư gan thấy mê không? Đó. Tính ra gần cả chục trái vậy đó, mà nó còn nhỏ, cái trái này bự. Mấy trái kia cũng bự mà nó núp rồi. Cái này nó lòi ra thấy mê không? Nó phải lặt lá đó vậy nè. Tưới nó mới thấm được cái gốc đó các vị nha. Chứ mà các vị không có lặt cái mấy lá già đó, tưới nó không có thấm gốc được lắm, nó mình sẽ dễ chết lắm á. Rồi dưới gan tròn, tưới đi tưới lại mấy bận vậy đó.
nên đây ớt trồng hơi khó khăn cho nên tôi cưng mấy cái ớt lắm. Rồi kêu nói dữ lắm. Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, cuối cùng giờ có mình tôi chịu cái bà không bỏ cuộc cái đó, bây giờ quá trời quế luôn. Rồi sáng này là cắt 8 phao rồi đó, cứ 2-3 bữa là cắt là từ 5 phao trở lên vậy đó, thấy chưa. Đó, quan trọng là quế à. Nó phải tưới tới tưới lui cho nên cái gì phải chịu cực kỳ đó, chứ không phải mà tưới qua cũng đã đi chim đái hay sao đâu đó, tưới thì mỏi thấy ngồi tưới này đó, vậy đó từ từ cho nó mới thấm, nó thấm từ từ đất nó khô cằn mà, giống như cái tâm mình vậy đó, nó khô cằn bây giờ phải ráng sao cho nó thấm chứ, mà không phải nghe pháp hay đi chùa ngày ăn bữa nghe tày tẹt rã rồi vỗ tay bóp và rồi thấm đất đâu, đất khô sao thấm được, mà cái đất mà khô cằn quá thì phải cỡ là thiện tài vậy đó, được chịu mà môi mà móc gì là nó mới thấm rồi, phải không, nó mới thấm đất được chứ, còn mà đất khô mà các chị đi nghe mấy ông thầy mà giảng tâm lý tâm sinh lý vỗ tay bóp cười sao thấm được, đất nắng khô thì phải chịu cực, cho nên cái người tưới phải chịu cực. Một vị thầy giảng pháp giống như người tưới nước cho cây vậy đó, mà cố gắng mà chịu đựng, chịu tới chịu lui, có khi tưới quá đó thì nó ngã nghiêng, thấy không, thì có khi tưới quá nó cũng ngã nghiêng, có khi thì nó tưới không đúng chỗ thì nó lại bị chai gốc nữa, nó lại bị gì đó chai gốc, vân vân đủ thứ hết, cho nên phải chịu đựng như lắm. Tưới tới, tưới lui, tưới xuôi, tưới ngược nhìn thôi. Tưới cho nó ướt một vùng vậy đó thì nó mới ấm áp được cái cây, tối nay thì nó mới sống được. Thì ngày mai nó tươi tắn rồi tiếp tục nó chịu đựng cơn nắng buổi trưa. Cho nên sáng mai dậy thì tưới ít hơn. Sáng mai thì mình dậy đi cả đêm đó, bởi vì thấy không, tưới khi nó đậm nước vậy nè thì nó mới rút từ từ. Chứ còn mà tưới thấy ướt thì thôi được, rồi mới tưới cái trên không đâu có được đó, tưới phải đậm nước vậy nè. Thế rồi quý vị thấy hỏi sao? Trồng là người trồng tốt, người trồng không tốt đó, tưới phải động nước vậy đó. Giống như thầy giảng vậy đó, thầy phải nói thẳng cho động trong não. Mà người nào chịu đựng nổi đó thì nó mới thấm, mà chịu đựng không nổi thì sao? Thôi chết mẹ rồi. Cho nên nghe pháp là kiểu như giống như tưới dày cho nó mát trên thì thôi, ở dưới góc nó chết mẹ rồi, đúng không? Cho nên nó nhiều khi Phật tử không biết đó, sao thầy nói thẳng quá, mà có khi thầy cũng nói chuyện phàm nữa, không nói phàm sao mà độ được phàm, có khi cũng phải mình nương quyển để độ người quyển chứ. Đó là nó như vậy, các chị hiểu không? Cho nên những ai mà hiểu là thiện tài rồi thì phải hiểu vậy đó, lấy quyển để độ người quyển, nương cảnh quyển để độ người quyển, nương phàm để độ người phàm. Nhiều khi sao nó là có thầy tài, khi nói chuyện thôi nó giống như phàm tục, không phải đâu. Chúng sanh nó vậy, nó phải lấy vậy mới trị ra được. Đó, nãy tới rồi rồi phải trả lại tới nữa, là có gì thấy chưa? Dây đó mà nó khi nó còn không muốn sống nổi đó. Đó, cứ đi tới lại rồi hồi ở phía bên kia tới nữa. Nó nãy mới tới bây giờ nó thấy không? Nóng quá trời nóng mà. Chưa leo mà nó mọc tới dưới đất luôn. Đá nó mọc tới dưới đất luôn. Bò nó không nổi á, nắng quá nó không chịu bò lên. Năm nay khai khổ ba tôi nè, giờ nó mới chịu bò từ từ nè. Vậy mà nó có trái rồi đâu có gì, nó bầu tốt quá trời tốt luôn. Đó là thứ ba lần thôi, bắt đầu xong rồi đó, phải không? Giật qua giật lại phải mấy lần như vậy đó, mà nó còn không thấm nữa, cứ đừng có nói mà đi chùa xuống giường bố thí dạy đồng xuống vật giường dạy bạn cũng có đâu. Rồi quan trọng cái tâm thức của mình nó chai cằn nhiều đời rồi đó, thấy không? Như mình đắc này nè, nó chai cằn rồi, thấy không?
mà tứ tới tứ luôn tứ xuôi tứ ngược thì mình nó còn không lên nổi nhau. Đây là mới gầy ra phim nè. Quế này là cuối tuần này là cắt. Mới tuần cắt 2 lần, 3 lần. Hổng là 3 lần mà tuần này cắt 2 lần là tại